Tim Duncan là một trong những tiền phong xuất sắc nhất NBA từng chứng kiến. Thậm chí có thể khẳng định ở vị trí số 4, không ai có đẳng cấp sánh ngang với huyền thoại của Spurs. Sự ổn định xuyên suốt gần 2 thập kỷ của Timmy với tư cách là một siêu sao hàng đầu NBA đáng để ngưỡng mộ. Cần biết rằng, tất cả các chức vô địch mà San Antonio Spurs hiện có đều có sự cống hiến của Tim Duncan. Thế nhưng, có một sự thật trớ trêu rằng, Timmy dường như chưa bao giờ được ghi nhận xứng tầm. Anh thường được xem là cầu thủ bị underrated bậc nhất lịch sử của giải đấu bóng cam số 1 thế giới. Thật kỳ lạ khi một cầu thủ được coi là vĩ đại nhất ở vị trí của mình lại bị đánh giá thấp. Không có ngôi sao nào khác phải đối mặt với sự thiếu tôn trọng như vậy trước đây, cho dù đó là Magic Johnson và Michael Jordan hay bất kỳ trung phong vĩ đại nào, bao gồm Bill Russell và Will Chamberlain. Trong những cuộc tranh luận cầu thủ nào là xuất sắc nhất, hiếm khi nào Timmy là tâm điểm hay được nhắc đến quá nhiều. Anh cũng ít khi là thỏi nam châm cho cánh báo chí đưa lên trang nhất. Thậm chí, Timmy còn bị nhận xét là cầu thủ nhàm chán, lối đánh buồn ngủ bậc nhất lịch sử. Với nhiều người, họ biết Tim Duncan xuất sắc, nhưng chỉ vậy thôi. Còn sự vĩ đại của Timmy không quá nhiều người chịu khó tìm hiểu thật sâu và thật sự rõ về huyền thoại đến từ quần đảo Virgin. Cần biết rằng, trong 8 năm đầu tiên tại NBA, Duncan đã giành được 3 chức vô địch, 2 danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa thường niên, 3 danh hiệu Finals MVP, lọt vào đội hình tiêu biểu toàn NBA trong mọi mùa giải và giành giải thưởng MVP của một trận đấu All-Stars. Và cũng cần nhớ rằng, Duncan cũng là tân binh đầu tiên có vinh dự được chọn vào đội hình tiêu biểu của All-NBA kể từ kỳ tích năm 1980 của huyền thoại Larry Bird. Không có nhiều huyền thoại có khởi đầu đỉnh nóc kịch trần như thế trong lịch sử. Để có tương quan so sánh, trong 8 năm đầu, Michael Jordan có 2 danh hiệu MVP và 2 chức vô địch, 2 Finals MVP. Kareem Abdul-Jabbar có 5 danh hiệu MVP với cùng khoảng thời gian đó nhưng chỉ giành được 1 chiếc cúp vô địch. Trong khi Magic Johnson giành được 4 chiếc vô địch trong 8 năm đầu nhưng ông chỉ giành được giải thưởng MVP đầu tiên của mình trong mùa giải thứ 7. Will Chamberlain và LeBron James đều có 2 danh hiệu MVP và không có chiếc vô địch nào trong 8 năm đầu tiên của họ trong giải đấu. Chỉ có một vài cầu thủ Boston Celtics có thể tự hào về 8 năm đầu tốt hơn Tim Duncan. Bill Russell đã giành được 7 chiếc vô địch và 4 danh hiệu MVP, trong khi Larry Bird đã giành được 3 chiếc cúp vàng và 3 danh hiệu MVP của giải đấu vào trong cùng thời gian, mặc dù Bird có ít hơn một danh hiệu Finals MVP so với Duncan. Như thế để thấy được rằng Tim Duncan đã sớm bộc lộ tài năng và vươn đến đỉnh cao từ khi còn rất trẻ. Nhưng vì sao cầu thủ có biệt danh là The Big Fundamental không có được ánh sáng hào quang mà anh xứng đáng có được? Câu trả lời có lẽ là vì Timmy không cần điều đó để trở nên vĩ đại. Còn nhớ khi Tim Duncan tham gia chương trình Richard Jefferson and Larry Show, Jefferson bắt đầu cuộc phỏng vấn bằng cách hỏi Timmy rằng liệu anh có quyết định giải nghệ khỏi NBA một cách đột ngột vào năm 2016 để tránh bất kỳ sự phô trương. Theo cách điển hình của Duncan, anh chỉ trả lời đơn giản là gần như là thế. Cần biết thời điểm năm 2016, Kobe Bryant cũng nói lời chia tay với sự nghiệp bóng rổ NBA. Và dĩ nhiên, tất cả ánh đèn, ống kính đều tập trung vào Black Mamba, trong khi Timmy rời khỏi vũ đài bóng cam số 1 hành tinh theo một cách lặng lẽ hơn. Có một thực tế phũ phàng rằng sức hút với những kỹ năng đặc biệt và sự ích kỷ cá nhân đóng vai trò rất lớn trong việc khiến người hâm mộ ghi nhớ một cầu thủ đã từng làm mưa làm gió như thế nào. Michael Jordan là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử với bộ kỹ năng tuyệt đỉnh hiếm ai sánh bằng. Những cú fadeaway úp rổ thương hiệu Air Jordan đã trở thành những biểu tượng bất diệt trong lòng người hâm mộ Chicago Bulls nói riêng và bóng rổ toàn cầu nói chung. Thế nhưng, sẽ không bao giờ có một MJ vĩ đại nếu ông không có một cái tôi cao và một chút ích kỷ trong lối chơi, để từ đó những gì tinh túy nhất được Jordan phô diễn trên sàn đấu. Đó là nguyên liệu tuyệt hảo cho cánh truyền thông khai thác, góp phần làm nên sự nổi tiếng của MJ. Kobe Bryant với tinh thần Black Mamba đã lan tỏa ra thế giới thế nào, chẳng cần phải nói thêm. Dẫu vậy, dù có là fan cứng nhất của Kobe cũng phải thừa nhận rằng cố huyền thoại của Lakers là mẫu cầu thủ cầu toàn và khá ích kỷ trên sân. Nhưng đó lại là một phần làm nên sự nổi tiếng của Kobe. Chưa kể là những câu chuyện bên ngoài sân bóng của Black Mamba cũng là nơi để truyền thông tốn biết bao giấy mực. Trong khi đó, hành trình tại NBA của nhà vua LeBron James lại có đầy đủ hỉ nộ ái ố cùng những khoảnh khắc có thể làm nguồn nguyên liệu vô tận cho bất kỳ nhà làm phim nào tại Hollywood. Tiếc rằng, Tim Duncan lại nằm ngoài quang phổ đó. Duncan có thể được coi là cầu thủ nhàm chán nhất từng sống và hầu như không có bất kỳ cuộc phỏng vấn nổi bật hay khoảnh khắc cá tính nào trong suốt một thập kỷ rưỡi tại NBA. Anh cũng chẳng bao giờ diện lên những bộ quần áo bóng bẩy, chất chơi.
nếu bắt gặp Timmy ngoài đời, có khi bạn tưởng đây là sinh viên năm thứ 8 của Đại học Bách Khoa. Timmy chỉ tập trung vào công việc của mình và không quan tâm đến số liệu thống kê hoặc thành tích cá nhân. Vì vậy, trừ khi là fan cứng của Spurs thì đa số khán giả không hứng thú với việc xem Timmy thi đấu. Dĩ nhiên, Tim Duncan cũng có tuyệt kỹ của mình. Người hâm mộ luôn phải trầm trồ với những cú bang shot và hook shot cực khó nhờ vào chiều cao và footwork uyển chuyển của huyền thoại số 21. Chẳng cần ném 3 điểm hay hay úp rổ ầm ầm như đại đa số các cầu thủ NBA, nhưng Timmy luôn biết cách đưa bóng vào rổ một cách hiệu quả nhất. Nhưng làm sao có thể thu hút khán giả với những quả ném bóng tựa bảng vào rổ nhàm chán? Bang shot của Timmy là một trong những tuyệt kỹ khó ngăn chặn nhất. Thế nhưng, đó cũng là tuyệt chiêu nhàm chán nhất nếu bị đặt lên bàn cân với những step back ném 3 của James Harden, fade away từ Kobe, MJ, hay crossover từ những Allen Iverson, Kyrie Irving. Ngoài ra, lý do lớn nhất khiến Timmy Duncan bị underrated ngoài việc lối chơi và cuộc sống nhàm chán là thực tế là anh đã chơi trong một kỷ nguyên với Kobe Bryant, Shaquille O'Neal và LeBron James, ba trong số những ngôi sao lớn nhất, nổi tiếng nhất trong lịch sử thể thao thế giới. Nhắc lại một lần nữa, Kobe Bryant là một nhà lãnh đạo không ngại nói ra những suy nghĩ của mình bất cứ khi nào anh ấy muốn và buộc bất kỳ ai không đồng ý với mình, một là thuận theo, hai là cút. Sau tất cả, Bryant là một trong những cầu thủ bị ghét nhưng cũng có được sự tôn trọng nhất ở NBA. Trước khi trở thành The Black Mamba, Bryant đã giành được 3 chức vô địch NBA cùng với trung phong xuất sắc nhất thập niên 2000, Shaquille O'Neal. Chưa kể, Bryant đã có một số khoảnh khắc cá nhân đáng nhớ, bao gồm giải thưởng MVP năm 2008 và một trận đấu ghi được tới 81 điểm. Cho dù anh mặc số 8 hay số 24, mọi người trên thế giới đều biết Kobe Bryant là ai, vì anh ấy luôn mặc chiếc áo đấu màu tím và vàng nổi tiếng. Bên cạnh Bryant, Shaquille O'Neal là người nổi tiếng nhất trong kỷ nguyên của mình. Ông được biết đến với những dự án ngoài sân đấu, bao gồm phim ảnh, âm nhạc và vô số dự án, bao gồm cả quảng cáo và show truyền hình hài hước. Trong khi Duncan im lặng và không được chú ý nhiều, Shaquille O'Neal lại là mẫu cầu thủ thu hút ánh đèn sân khấu. Cuối cùng, Duncan cũng chia sẻ kỷ nguyên của mình cùng với LeBron James. Mọi người đều biết rằng LeBron thích trở thành tâm điểm chú ý vì anh đã trở nên nổi tiếng khi còn là học sinh trung học. Phong cách chơi bóng hào nhoáng và sự kiêu ngạo trên sân đấu của nhà vua đã khiến anh trở thành người được giới truyền thông yêu thích. Và anh có những kỹ năng để chứng minh điều đó, cho dù đó là tung ra những cú úp rổ trời giáng hay thực hiện những đường chuyền không tưởng. LeBron là một cầu thủ đáng nhớ hơn Tim Duncan. Tim Duncan là ngôi sao ổn định nhất trong thời đại của mình, gắn bó với một đội bóng trong suốt sự nghiệp và không bao giờ có bất kỳ khoảnh khắc nào anh mất đi tính cách. Không ai từng đặt câu hỏi về khả năng tập luyện chăm chỉ và thời gian bảo dưỡng cơ thể của Duncan. Cũng chẳng ai đi chỉ trích Tim Duncan về thái độ, scandal hay những thứ tương tự bởi anh gần như không có. Vấn đề của Duncan là anh nhàm chán về cả lối đánh, phong cách và cuộc sống ngoài sàn đấu. Mặc dù Duncan có thể không bao giờ nhận được sự công nhận xứng đáng, nhưng The Big Fundamental sẽ luôn đứng trong top 10 cầu thủ hàng đầu mà NBA từng chứng kiến.